kỳ quá thế. Được. Ở này thế đâu thế? Mình chẳng qua đây mình đi hát IBT mình tiếp tục bài của mình đi. Dẫn rồi. Xuân thắm tươi, xuân về hương xuân ngát trời. Ôi dáng kiều xinh ơi nụ hoa xinh, băng đình này nụ hoa nở nở bên trời. Tây xinh quá ơi xinh là xinh, ơi xinh quá ơi xinh là xinh. Tình tình ta tình 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 t
chú mời, giờ này sao chưa thấy ba chú tới nè. Bây giờ không biết là chương trình của mình bắt đầu vậy làm sao mà không biết có ai lên đây giúp vui vừa cùng với Cam Lâm không à? Dạ, dạ cháu chào bác. Bác sao bác? Dạ. Phải là cái địa điểm mà bà con vui xuân ở La Ciota phải không? Bác bảo sao mà bác có thể nói lại được không bác? Phải là cái địa điểm tổ chức vui xuân của bà con ở La Ciota không? À, dạ đúng bác, cháu mới vừa đang nhức đầu là cháu hẹn với lại ba chú mà không thấy ba chú đấy đến. Cho cháu xin hỏi là bác từ đâu đến ạ? Ôi, tôi mới ở cái sân bay, gọi là sân bay gì mà đi nhanh. Sân bay hả bác? Mà đi nhanh hay là mà đi nhanh? Sân bay thì theo cháu biết chỉ có một sân bay Marignan thôi. Marignan, tức là tiếng Tây thì không được sạch. Thì tôi vừa ở cái sân bay bước xuống thì tôi nghe tin là có ngày vui xuân của bà con ở đây, thì tôi đến để hỏi thăm. Thế mà đi qua phố đấy, cái đường của gì gọi là Juliet ấy, tôi gặp được cái ông Trọng ấy mà mượn được cái bộ quần áo này, áo dài khăn đống này, và nó rộng quá, mặc đàn đàn, cái đàn phải gió đấy, à quên, quên, cái đàn gió. Đàn gió? Đàn gió là đàn gì vậy bác? Đàn gió là cái đàn nó kêu gió. À, ý bác nói là cái đàn accordion. Accordion đó quý vị. Cháu gái giỏi tiếng Pháp quá. Đâu gì đâu bác. Bây giờ bác cho cháu hỏi nè. Sẵn bác đã lên sân khấu rồi á, thì cháu có thể mời bác cùng tham gia chung vui với lại chương trình Tết Nhạc hay được không bác? Bác đã mượn cái đàn rồi, đến đây bác muốn đệm đàn cho ai hát, muốn bác đệm đàn, bác đệm đàn cho. Tức cùng cục hả? Có nghĩa là bài gì cũng được hết á? Bài gì? Thế là ok quá rồi. Vậy cháu cảm ơn bác trước nhá. Để cháu xem coi cái ba chú kia có tới chưa. Chú Luận ơi, tới chưa? Tới rồi, tới rồi nè. Giờ này mới đến nha quý vị. Tới. Thế là tôi khỏi phải thất nghiệp rồi. Vậy thì cháu xin mời các bốn chú đứng lại đây và giúp vui cho chương trình Tết Việt Nam của chúng ta. Cháu để cho bốn chú tự biên tự diễn nhé. Thế bây giờ anh em mình phải xưng danh chứ nhỉ? Dạ. Trước tiên là cho tôi xưng danh trước. Dạ. Tôi tên là Quốc, chữ đầu là Cu. Tôi tên đây. Tôi là Vila. À, mà nó là Loan. Thế bây giờ mình phải đặt tên cho cái nhóm ca nhạc của mình chứ nhỉ? Nếu mà nói dài dòng quá thì dài. Đó, đúng rồi. Tôi lấy cái chữ đầu thôi nhá. Thế vậy thì tôi đặt rồi. Nhóm ca nhạc Cu D V N. Nghe cái đường mà cái tên nóng rồi. Nghe cái gì khu của cái nóng. À, món ca nhạc khu DVN. Thế bây giờ thì chúng ta hát bài gì bây giờ? Bây giờ cái tên thì được rồi đó, mà hát làm gì? Đường ngày xuân ấy thì mình vui nhất là ABT. Nhưng mà bây giờ thì ABT biết hát bài gì ABT? Ngon không biết. Biết bài. Biết bài. Bà. Dạ em thấy biết bài. Biết. À, chơi thường ngày á. Thôi được rồi, bây giờ anh đại diện anh giới thiệu đi. Tôi đại diện cho nhóm ca nhạc QDVN xin phục vụ vui xuân quý vị bài dạy em lái Vespa. Đêm nào bước ra đầu tiên và dạy em học lái Vespa một hồi. Chiếc xe gắn chỉ mới vậy, lần đầu em cưỡi nên anh phải kèm. Con đường nhắn nhủ êm êm, cỏ nó lún cuốn hai bên ven bờ. Đường lại chỉ giữa thẳng to, cột đèn đứng được, cột đèn đứng
Coi chừng đồn bay, xe nào